mua cái thuyền này to, cái này chắc cũng thuyền này chắc hơn triệu luôn. To chưa? To chà bá luôn kìa. Hai cái này to luôn ha. Cuối tuần có đi đâu?
ra ngoài mấy hơn. Ồ, tàu này trả đá không ha. Kìa kìa mấy cái cọng dây cũng chừng á. Nhìn vô. Ê chỗ nào xin đào, chỗ nào không có mặc áo phao, chỗ nào xin đào. Ờ mami. Mấy thiền thì đã ra đi bơi. Ra đi bơi. Nhảy xuống bơi, bơi xong nhảy lên thiền. Tại vì nó có cái kệ hơn sao á. Chừa một bên đường đi thôi, chính giữa người ta đặt phao dưới người ta để đậu thuyền đi các bạn.
mà nếu mà muốn ra tiền là phải có tiền nhỏ từ bên trong lấy ra, ra được tiền lớn. Nghe đẹp quá chừng kìa. Mà có hai cái ấy hồi nãy nó đi kìa, cái hai cái đồ báo á, phải tiền nãy không, hai đồ báo cũng đang đen trên á, chắc không phải đâu ha. À kìa kìa, hai cái kia có hai cục trên đen đen. Rồi vô bờ.